Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhưng công an các tỉnh vẫn liên tiếp phát hiện các nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc hoặc là sử dụng ma túy trong nhà trọ. Đơn cử như 14 nam thanh nữ tú ở tỉnh Bạc Liêu mới bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính 180 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 10 người bị phạt 15 triệu đồng mỗi người, 4 người chưa đủ 18 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng mỗi người. Theo Công an huyện Vĩnh Lợi, mới đây qua tin báo của người dân, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tang 14 nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bịch ni lông chứa ma túy, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, gần 3 triệu đồng, 11 điện thoại di động, một bộ loa, một laptop cùng một số tang vật khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Lê Minh Trường, 21 tuổi ở thành phố Bạc Liêu, đã thuê phòng trọ rồi rủ những người còn lại tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.